cái nồi video 50 viên chưa có làm nha, nồi nó đang bị xào. Bị rung đầu nữa, để mình test trước khi làm cho anh em xem nha. Hello anh em nè, đây là chiếc Vero 150. Qua bên mình làm nồi ha, khắc phục cái lỗi rung ở đầu, bởi là nó yếu quá. Đây là công đoạn mình bắt đầu khâu chuẩn bị ha, chuẩn bị lắp vô ha. Bên mình là phay rình bi nè anh em thấy không? Phay. Phay cái này là mục đích là để cho cái đường bi nó dài hơn. Nó mở tươi ra cho anh em ha. Mình làm lại nè, không? Bên mình thì không thích láng, mình thích nhám nhám thì mới bám nha anh em. Đó. Đây là mở tua ha. Đó, làm xe nó có ga hậu hơn á. Nó không bị hãm. Đây là cái lọc gió đi chơi ha. Gió này gắn vô á, do lọc gió dinh nó không có đủ gió nha anh em. Và gắn lọc gió này vô là nó đủ gió. Đó. Nó tiết kiệm xăng hơn nha. Gió nhiều hơn một xíu, xe nó lanh hơn. Nó bị ù. Đó, còn bên mình là khoan lỗ luôn nha anh em. Khoan lỗ này là bụi nó ra, đất nó ra gì á, bụi bám trong bố á, nó ra ngoài nó có bị rung ở đầu ha. Bên mình cũng canh bố luôn rồi. Bố thì bên mình thì thích đi bố dinh rồi, không thích đi bố dán như này, cái dinh nó mới bền được. Bên mình canh bố rồi, canh lò xo trong cái này luôn rồi nha anh em. Bây giờ mình sẽ lắp vô và tiến hành lắp cho anh em và test cho anh em xem sự khác biệt trước khi và sau khi ha. Nên mình làm ngồi là bóc êm nhẹ hết trong đầu, canh theo ý khách hàng luôn ha. Cái nồi video sau khi mình làm xong, mình test sự khác biệt của nồi sau khi mình làm xong cho anh em xem nha. Để cho anh em xem nha. Mời bố nha anh em. Xe này là xe đi vòng vòng mà canh đêm cho khách hàng nha anh em. Trong quá canh xe mở tua rồi nó hết rung ra đầu luôn.
Xe zin thì thường từ 123 tới 127 thôi. Có bên nào mà nó lên được 150 mấy á, 155 tới 157 mình sẽ. Anh em yêu cầu liên hệ mình ha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip nha. Ngoài xe số còn xe Honda không? Ừ. Không có nấu ngoài.